Hello everybody, welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay là một... Đùa thôi, hôm nay là một sự kiện khá là đặc biệt ha. Đó là bên kho báo quyền hội bản N có ra một cái sự kiện khá là ngon cho tất cả anh em chúng ta ha. Và anh em nên vào điểm danh hàng ngày. Đây, 3 ngày, đó là ngày hình như là ngày 13, 14, 15 á. Để coi coi. Đúng rồi, thứ 7. Ủa hôm nay là thứ hôm nay là 27 mình. 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Đâu? 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Ờ vậy tính ra từ ngày 12 với ta. Đúng không? Đúng không? Không biết, nhưng mà từ ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ha. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì chúng ta sẽ nhận được là tổng là được 90 mảnh, 90 mảnh Kuzan nha anh em. Đây đây đây, thơm chưa? Thơm chưa? 90 mảnh nha. Hôm đấy, hôm đấy, hôm đấy, 90 mảnh là chúng ta được Aoki Kuzan. Đó, con tướng này hình như server heo là bây giờ người ta chơi chưa ta? Có ai chơi con này không? Không, vẫn chưa ai chơi con này luôn. Tại vì biết sao anh em, nếu mà anh em nâng mát con Aoki kia á, thì con Aoki Kuzan này lấy về cũng được, không lấy về cũng được nha. Đó, giờ ta vẫn chơi nè, nó Aoki thường thôi mà nhiều anh em vẫn muốn là ta nói gọi là đua đòi với thiên hạ. Đó, bắt buộc là phải lấy con Aoki Kuzan về. Đó, cứ inbox heo là anh heo ơi, lấy con Aoki Kuzan về đi. Tiêu 70.000 kim cương đi. Nhưng mà kỳ này là hỏi cần tiêu thì cũng có Aoki Kuzan ha. Đấy, còn quà tiêu phí thì vẫn như mọi khi. Đây, 70.000 ha. Đó, 70.000 được 204 mảnh Aoki Kuzan. Rồi, thì sơ sơ như đó ha. Đó, hôm nay thì chỉ muốn thông báo đến anh em là con kho báo quyền hội bản N Aoki Kuzan đã vào đăng nhập rồi ha. Đó, nên là anh em nên lên và đăng nhập mỗi ngày để nhận được con Aoki Kuzan ha. Hình như nó nằm đâu khoảng từ này nè, điểm lại coi, hôm nay là 27, 28, 29, 30. Đúng rồi, ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết ha. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được 30 mảnh của Aoki Kuzan nha anh em. Đó, đó, đó. Hôm rồi, hôm rồi, kỳ này tính ra cũng hôm đấy. Thì chắc sẽ suy nghĩ về việc tiêu thêm 70.000 ha. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà tiêu 70.000 cũng là một con số khá là khủng đó anh em. Ok ok. Nhưng mà nếu tiêu thì chắc sẽ tiêu ở cái server nhỏ. Server này thì chưa đâu. Tại vì vé bên này cũng ít. Có 59 cái vé đỏ chứ là 59 cái vé vàng và 94 cái vé đỏ à. Vẫn còn hơi ít ha. Rồi thì nhắc nhở anh em vậy. Nhưng mà cũng cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến Adgame luôn nha. À, Adgame người nước ngoài nhưng mà vẫn quý trọng người Việt chúng ta nè. Đó, bằng chứng là cho chúng ta 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Đó, 3 ngày đăng nhập sẽ nhận được 30 mảnh tướng hot của cái game này hiện tại. Mà heo cũng chả biết nó hot cái gì. Anh em nào cũng kêu là heo heo tiêu phí đi, tiêu phí đi. Mà hay có gì đâu mà hot trời. Thiệt luôn á. Phải nói một câu công bằng là thấy server heo là không ai xài con Aoki Kuzan luôn đấy. Rồi, thì vậy thôi. Đây, đâu đen heo dục ở trong xó. Rồi ha, ok. Rồi, video chỉ có vậy thôi. Anh em nào có chơi thì tải về dưới phần miêu tả. Và chưa đăng nhập hay là chưa điểm danh thì vào điểm danh ha. Và nếu mà chơi mà trải nghiệm thì chắc anh em cũng hỏi cần mà phải tiêu 70.000 kim cương đâu anh em.
cứ chơi thử đi, mình chơi thử đi, nếu thấy ngon á thì mình tiêu, chứ nếu mà con đó mà nó dở thì tiêu làm gì. À, để qua server mới xem có không, có còn có server mới không. Nếu hôm nay mà có server mới là anh em server mới vô chơi luôn là ngon nha. Để thử coi, đây đây là server mới nhất ha. Rồi ngổng luôn má, chắc tới ngày mai nó mới ra server mới. Quá 4 ngày rồi nè, server này mở được 4 ngày rồi anh em. Má chán chưa, phải hôm nay mạc min ra luôn cái server mới là ngon rồi. Má online 7 ngày là chúng ta sẽ nhận được Aoki Kuzan rồi. Rồi vậy ha, anh em nhớ online và điểm danh đầy đủ ha. Ok ok, còn bây giờ thì heo đi leo dây cái đã. ジャンプ。ディアブルジャンプ。ガンバージュシャット。